Hôm nay bạn có bỏ bữa sáng không vậy? Các bạn có biết lý do vì sao mình hỏi câu này không? Là bởi vì hiện nay có rất nhiều bạn vì bận rộn công việc á, các bạn bỏ quên luôn bữa ăn sáng của mình. Và các bạn không thể tưởng tượng được có rất nhiều tác hại liên quan đến việc bỏ bữa sáng đâu nha. Thứ nhất, đó chính là kết sỏi ở mật. Nếu như chúng ta không ăn sáng á, thì mật của mình sẽ không có thức ăn để tiêu hóa nha. Vì vậy á, dịch mật sẽ nằm ở trong túi mật lâu hơn nha. Và nếu như quá trình này kéo dài và cứ diễn ra liên tục á, thì chắc chắn chúng ta rất dễ bị sỏi mật nhé. Thứ hai, đó chính là gây hại cho tim mạch. Những người mà thường bỏ bữa sáng á, thì sẽ có nguy cơ cao hơn khoảng 27% so với những người mà ăn sáng đầy đủ về vấn đề liên quan đến kéo dài cơn đau tim nha. Thứ ba là nguy cơ mắc những cái bệnh liên quan đến tiểu đường type 2 nha. Những người mà thường bỏ bữa sáng á, thì cái nguy cơ này cao hơn rất nhiều so với những người ăn sáng đầy đủ. Thứ tư đó chính là viêm loét dạ dày. Đối với những bạn nào mà thường hay bỏ bữa sáng á, thì dạ dày của các bạn vẫn phải hoạt động nha. Và nó sẽ co bóp chính cái lượng axit mà nó tiết ra đó, nó sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc của dạ dày nhé. Thứ năm là nguy cơ thừa cân béo phì nha. Bởi vì buổi sáng các bạn không ăn thì buổi trưa và buổi tối chúng ta sẽ có xu hướng là ăn nhiều hơn một chút. Và nếu như các thực phẩm tiêu hóa không hết á, nó sẽ chuyển sang năng lượng dự trữ và khi đó các bạn rất dễ bị thừa cân và béo phì nhé. Và cuối cùng đó chính là suy gan. Sau một đêm dài thì lượng thức ăn đã tiêu hóa gần hết rồi và khi chúng ta ngủ dậy với một cái bụng rỗng, nếu như các bạn còn nhịn ăn sáng nữa thì các tế bào gan của mình sẽ không có đủ năng lượng để có thể đào thải và thanh lọc máu được đâu nha. Bởi vì các chất độc này nó sắp chất chứa ở gan rất là nhiều nha. Các bạn ơi, với những lý do như trên thì đừng tin rằng các bạn sẽ không bỏ bữa sáng nữa đâu nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều người để tất cả mọi người cùng biết mà áp dụng nha. Cẩm nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.